Mình xin chào tất cả mọi người nha, chúc mọi người một ngày cuối tuần thật là vui vẻ. Hiện tại mình đang ở dưới trại bò câu của em Thái Tử Bi nè. Bữa nay mình xuống dưới em đang lấy mấy cái khay hứng phân thì mình sẵn đây mình quay bò câu của em cho mọi người xem luôn. Camera sao mình quay từng cặp cho mọi người xem. Hai anh em nãy giờ ngồi uống nước nói chuyện là chơi bò câu rồi giờ mình sẽ quay bò câu của em cho mọi người xem nha. Mọi người xem mà ai có muốn mua thì liên hệ cái số điện thoại của em giúp mình để ở phần mô tả hoặc bình luận của video. Là mua cặp nào cũng bán nha, tất cả những cặp mình quay là mua cặp nào cũng bán hết. Chơi thì chơi mà ai mua thì cặp nào thì bán cặp đó. Có mấy cặp nãy mình xuống em thả ra cho mình coi rồi cái tướng đó thả ra thì nhìn cái tướng đi nó bung hình đẹp hơn trên lòng. Giờ đập này xuống thì em nuôi bồ câu không còn nhiều như lúc trước nữa mọi người, giờ em gom gọn lại đây. Em nói là thì có lên kế hoạch mới chuẩn bị nuôi gì nữa đó. Đó, giờ nên gom gọn bồ câu lại chỉ còn mười mấy cặp kiển với mấy con pháp thôi, mấy thằng titan đó. Mấy con đi đâu ngoài kia để quay mấy cặp trong lòng trước ha, còn mấy cặp thả ra thì chút mình quay sau. Cặp kinh thì nhiều, còn banh mỹ thì còn một hai cặp chỉ có mấy cặp bồ câu gà chỉ cặp hai cặp ngon vậy á. Ôi da. Bên đây là banh Mỹ nè mọi người. Mỹ này là em nói của nhà làm ra nè, còn mấy cặp bố mẹ bán rồi. Thôi con này đó, con đó tướng đẹp ghê. Banh Mỹ cánh lộc cũng đẹp mà tướng cũng đẹp. Đây thì kinh kỳ lân. Chống tướng bự. Bữa mình tính mua lưới này nè. Lưới này lỗ bự đi phân nó ít dính hơn, mọi người thấy cũng còn dính chưa? Mấy nó đi phần bự là còn dính đó. Còn bữa mình mua mà ta nói mình mua lỗ bự mà ta bán lỗ nhỏ. Đây kinh kem. Hai cặp thả ra ngoài, cặp còn cặp trong đây. Ủa con này nó chuẩn bị đẻ hay gì ha, lấy trứng cho nó ấp kia ấp rồi mà nó nằm ngổ ra. Không để trứng giả vô ấp hả? Đây kinh Tiger. Vì bữa nay Tiger cũng nhiều ta. Chắc cả chục con không? Có sinh sản có tơ ha. Chúc mình lại mình quay cái chuồng tơ chim tơ cho mọi người xem. Cũng nhiều lắm. Đó, ai mua sinh sản thì mua tơ thì giá nó mềm hơn. Muốn về để liền chắc chắn chống máy thì mua sinh sản. Nhà ngoài đang cặp kinh kem đó nè. Mày thả ra cho cả chục con. Con trống nó tướng đúng đẹp luôn. Đi dọc bạch nè.
Nay xuống đợt này em đi chán nằm sạch sẽ rồi mọi người. Mấy đợt trước thì còn cát, đợt này chán rồi. Đây con kinh đen. Chắc đen trắng trống quá. Máy sầm. Này gà tiger hả? Ờ, giống như nó có máu rồi phải không? Chứ nó không có ra tiger đều. Này gà vàng. Cặp này ký mấy bị? Cặp vàng à. Trên con trắng con đen. Con đen à. Bi được 2 cặp mon hả? 2 cặp hả? 3 cặp hả? Mấy 3 4 cặp? 4 cặp. Mon đen. Bơ Quỳnh Quân cũng có xuống quay chắc tuần trước không? Bữa có coi clip á. Ê bi tắt. Tắt nhạc đi chút đi. Sợ quay dính á. Đây kinh trắng. Cặp kinh trắng này đẳng có chim con nữa. Này bố mẹ chia sẻ. Cặp này cũng bự. Ở cặp này kiện 20 hả? Con 19 có 20 hả? Này mon kem hả? Nhưng màu này ít thấy không ta? À, sao anh không thấy ta? Vậy là kinh với mon là màu này đang hot đó hả? Kì lên hot hơn. Đây. Thì đây kinh gì? Kêu kinh pho hả? Đây em bị nói này là bên Mỹ. Ủa cái kèn này là kèn của mình ha, kèn nhập bị thấy kèn khác nè. Đó là kèn của bên Mỹ này. Không? Mà của Việt Nam mình hả? Thấy lạ. Đây kinh xanh. Mấy con trong lòng này là sinh sản hết đó hả? Chỉ có cặp mon này là tơ hả? Mon này còn long măng nè. Mon đen cái mon tiger. Bông vậy chắc mốt trổ rồi tiger quá. Bông trên mỏ nè. Đây cặp mon nữa. Trên đây con trống xanh bị nén đầu. Ở đây titan sinh sản lại mua là cũng bán luôn. Nói chung là bầu câu là mua con nào cũng bán á, từ chim thịt tới chim kiển. Thầy gồi. Đây cũng thiết có titan luôn. Rồi bắt đầu qua đây là cái chuồng kinh tơ nha. Nó có con này già, con này em nói là 16, 17 gì á, ăn trống. Nhưng mà la còn đập còn được.
tuấn đẹp ghê nhưng mà nó hơi già. À, kinh trắng là con của cặp trắng này mình quay đó. Con đó thì banh Mỹ. Để con đỏ thì nó banh Mỹ rồi. Sủa nói chuyện không nghe. Đây có Tiger đó mọi người, con đông nữa nè. Thì nó từ đó nãy hang mắm bay ra ngoài ha. Xanh đen. Trong này đủ loại hết. Ủa còn con ở đâu? Nãy có hai con mà. Con chắc nó chạy ra ngoài. Ba con trắng hả? Là chung là con của cặp sinh sản kia hết đó hả? Có con đó tướng bự kìa. Con đen nãy đen là bự cặp đen kia ha. Đây con này, đây xuống này. Con đó tướng con bự nữa đó. Màu này màu kaki hả? Xanh hả? Kaki là nó lạc hơn chút nữa hả? Nó giống như màu con titan. Rồi. Ủa sao mà cái con titan kêu đó titan màu đó kêu titan xám đá mà cái xám đá này cái kinh kêu màu màu kaki của nó. Màu kaki là màu lạc hơn. Xám đá là màu xanh đậm hơn. Này mua chẳng mua lẻ gì cũng bán hả bị? Dạ. Mua một cặp cũng bán, một con bán, mà mua hết cũng bán nữa. Mua nhiều bán nhiều. À. Mấy con này tầm chắc 3-4 tháng đó hả? À, con này như 2 lông thì chắc cũng phải 2 tháng mấy. 2 tháng mấy 3 tháng. Đó là thôi mình kết thúc clip tại đây nha. Mọi người xem thích hãy like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Rồi chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong clip tiếp theo.